Chúng ta tiếp tục với bài 4.11. Cho hai cái tam giác bằng nhau thì chúng ta phải hiểu, nếu mà viết hai tam giác bằng nhau mà đúng ấy, thì nó sẽ tương ứng này, đỉnh A sẽ tương ứng với đỉnh D, đỉnh B sẽ tương ứng với đỉnh E, và đỉnh C sẽ tương ứng với đỉnh F. Và đương nhiên là các cạnh này nó sẽ bằng nhau này. Đầu giữa là AB, nó sẽ bằng đầu giữa là DE. Giữa cuối là BC, nó sẽ bằng giữa cuối là EF. Đầu cuối là AC, nó sẽ bằng đầu cuối là DF. Đã, ba cạnh tương ứng là như vậy. Đây là những cái góc tương ứng, và thì cạnh tương ứng thì mình thêm góc vào thì đây là góc tương ứng này. Mà góc tương ứng thì nó sẽ bằng nhau, có nghĩa là góc A nó sẽ bằng góc D, góc B nó sẽ bằng góc E, và góc C nó sẽ bằng góc F. Thế thì bây giờ tính số đo các góc, ví dụ góc B sẽ bằng góc E, nên góc B này bằng góc E này bằng 80 độ. Góc C sẽ bằng góc F, nhưng mà chưa có góc F đúng không? Thì góc A thì sẽ bằng góc D, à, góc D tìm rồi, B tìm rồi bỏ đi, C chưa tìm được. Góc D thì bằng góc tương ứng là bằng góc A và bằng 60 độ. Thì mình có A có B rồi, mình sẽ tìm được C, là bởi vì là trong một tổng ba góc trong một tam giác bằng 180 độ, A cộng B cộng C bằng 180 độ. Thì suy ra là góc góc C bằng 180 độ trừ đi A trừ đi B, tức là 180 độ trừ đi 60 độ trừ đi 80 độ thì bằng 40 độ. Vậy suy ra cái cặp C bằng F bằng 40 độ là hết. Bốn chấm mười hai, trong mỗi hình bên hãy chỉ ra một cặp tam giác bằng nhau và giải thích vì sao chúng bằng nhau. Ta sẽ có là tam giác, xét tam giác ở hình IA này, tam giác ABD, ABD và tam giác ABD và tam giác CDB. Có AB thì bằng CD theo giả thiết là cái một cạnh kia đúng không? Có góc B1 này bằng góc D1 này cũng theo giả thiết luôn. B1 bằng D1, hay nói chính xác là góc B bằng góc D của hai cái tam giác đấy đúng không? Và nữa là có cạnh BD bằng chính cạnh BD, tức là cạnh chung. Thì hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh. BD là cạnh chung. Cạnh chung có nghĩa là tôi bằng chính tôi. Vì tôi vừa là cạnh của tam giác này, vừa là cạnh của tam giác kia đấy. Là cạnh chung. Như vậy, hai tam giác có hai cạnh bằng nhau và một góc xen giữa nó bằng nhau. Thì suy ra là tam giác ABD nó sẽ bằng tam giác CDB theo trường hợp cạnh góc cạnh. Bây giờ còn cái ý B. B thì ta sẽ xét tam giác
sau D. A U D. Và cái tam giác A U D và tam giác C U B. Có ta thấy ngay là AU thì bằng CU theo giả thiết đầu bài cho hết rồi. Góc xen giữa là O1 sẽ bằng O2 bởi vì là đối đỉnh. O1 bằng O2 đối đỉnh. Và DO bằng BO. Cái này là theo giả thiết đầu bài cho. Từ ba cái này suy ra tam giác AOD sẽ bằng tam giác COB theo trường hợp cạnh góc cạnh. Nếu hai cạnh và một góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và một góc xen giữa tương ứng của tam giác kia thì hai tam giác nó bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh. Bốn chấm mười ba cho cái hình như hình bên rồi. Hãy tìm hai cặp tam giác có trung đỉnh O bằng nhau. Cái này quá đơn giản. O1 này sẽ bằng O2 này, đối đỉnh. O3 này sẽ bằng O4 này, đối đỉnh. O này O3 nhé. O này O4 đi. Thì ta có là set tam giác AOB và tam giác COD. Có AO bằng CO. AO bằng CO theo giả thiết cho đầu bài cho. Rồi góc xen giữa là góc O1 sẽ bằng O2 đối đỉnh. Hai góc đối đỉnh. Và có DO bằng BO theo giả thiết cho. Này đủ để suy ra tam giác AOB. Nó sẽ bằng tam giác COD theo trường hợp cạnh góc cạnh. Một cái cặp nữa là xét tam giác AOD và tam giác AOD và C AOD và COB. Có AO bằng CO theo giả thiết. Có góc O3 bằng O4 đối đỉnh. Có cạnh như là DO bằng cạnh BO giả thiết. Từ ba cái này suy ra tam giác AOD nó sẽ bằng tam giác COB theo trường hợp cạnh góc cạnh. Là sao? Tìm hai cặp tam giác có trung đỉnh O bằng nhau xong. Đây là đến ý B. Chứng minh ADB ADB bằng tam giác BCD. Hai tam giác này thì ta có ngay là cạnh AD sẽ bằng cạnh BC, là hai cạnh tương ứng của hai tam giác bằng nhau. Rồi cạnh AB sẽ bằng cạnh CD, đúng không? Vì ta có như này nha, vì ta có là tam giác AOB bằng tam giác AOB COD
theo chứng minh trên rồi. Cho nên suy ra được là AB bằng CD là hai cạnh tương ứng của hai tam giác bằng nhau. Tương tự như vậy thì ta cũng có tam giác AOD, nó sẽ bằng tam giác COB. Cũng chứng minh trên rồi, mình chứng minh rồi. Chia ra AD nó sẽ bằng BC, cũng là hai cạnh tương ứng. Vậy bây giờ xét tam giác BAB và cái tam giác BCD có AB bằng CD theo chứng minh trên, AD bằng BC theo chứng minh trên, BD cạnh chung. Thì suy ra tam giác tam giác DAB, D A B nó sẽ bằng tam giác BCD theo trường hợp cạnh cạnh cạnh. Là xong. Ra cái bài 4.14 chứng minh rằng hai tam giác trong hình bằng nhau. Hai tam giác này em xem nào, bằng nhau theo trường hợp góc cạnh góc E1 bằng E2 với đỉnh đúng không? Cạnh đủ đấy nhỉ. Thì ta xét mà không biết là học hết cả ba trường hợp bằng nhau của các tam giác chữ hay đây mới là trường hợp thứ hai, còn chưa cả xem lại, nhưng mà chắc là đủ hết ba trường hợp rồi chứ. Đây đang là phần luyện tập, luyện tập đây là góc cạnh góc a à, rồi 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 cả góc cạnh góc rồi, đủ hết các trường hợp rồi. Thế thì được dùng rồi. Đây chắc đang học ở cái trường hợp góc cạnh góc. Thì ta có xét tam giác DAE và tam giác CBE có góc A, góc A bằng góc B theo giả thiết có cạnh AE bằng cạnh BE, cũng theo giả thiết có góc E1 bằng góc E2, gần như là cũng theo giả thiết luôn, bởi vì nó cho là hai góc đối đỉnh, hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. Suy ra tam giác DAE nó sẽ bằng tam giác CBE theo trường hợp góc cạnh góc. Góc cạnh góc. Nếu hai góc kề một cạnh của tam giác này bằng hai góc kề một cạnh của tam giác kia,
thì hai tam giác đấy bằng nhau theo trường hợp góc cạnh góc. ADN là đầu bài thì nó gọi là ADN BCE, tôi gọi là DEAN CBE thì nó cũng không khác gì nhau đâu nhé, không khác gì nhau đâu, nó đổi điểm gì thôi. Chúng ta suy ra như này thì cũng có thể suy ra là tam giác ADN bằng tam giác BCE bình thường nhé. Đây chỉ là các cái đỉnh tương ứng của nó, tức là nếu A thì phải tương ứng với B đó, D thì tương ứng với C, E thì tương ứng với E đấy. Không để ý viết theo cái đầu bài cho nó đẹp. Rồi xong cái này này rồi. Bài 4.15 là dùng ngay cái hình bên trên này. Nó cho AB song song với CD rồi. Cho AB này. AB song song với CD. Tức là nó cho cái ông B này sẽ bằng ông C. Vì sao? Bởi vì là so lấy trong, và nó cũng sẽ cho ông A này bằng ông D này, cũng so lấy trong luôn, để song song mà. Cho AB song song với CD, gọi E là giao điểm của hai đường thẳng AD và BC. AD BC rồi. Hai điểm G và H lần lượt nằm trên A, B và CD sao cho G, E, H thẳng hàng. G, E, H thẳng hàng. Rồi, chứng minh rằng tam giác ABE, ABE bằng tam giác DCE. Hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp gì? Cho AB song song cạnh góc cạnh thì chưa nhìn thấy gì cả. E là giao điểm hàng chứng minh hai tam giác to là bằng nhau. À, song song và bằng rồi à, thế cho AB bằng CD rồi, cho AB bằng CD rồi, song song và bằng nhau, thế thì xong rồi. Ta sẽ có là xét tam giác ABE và tam giác CBE, DCE, DCE có A, B, E, D, C, E có góc A bằng góc B theo giả thiết, có cạnh AB bằng cạnh CD cũng theo giả thiết luôn, có góc B bằng góc C cũng theo giả thiết luôn. Suy ra tam giác ABE sẽ bằng tam giác DCE theo trường hợp góc cạnh góc, hai tam giác bằng nhau theo trường hợp góc cạnh góc. Thì B là suy ra EG bằng với EH, EG bằng EH. Hai tam giác to là bằng nhau để suy ra tiếp là EA bằng EB, là cạnh này bằng cạnh này và cạnh này bằng cạnh này, là hai cạnh tương ứng. Và có tiếp là EB bằng EC cũng là hai cạnh tương ứng luôn.
Bây giờ chứng minh EG bằng EH, EG bằng EH. Thế vì bây giờ chứng minh là góc E1, E1 bằng E2 đúng không? Để xét tam giác EBG và cái tam giác ECH có EBG và ECH có cái gì? Có góc B bằng góc C theo chứng minh trên, có cạnh EB bằng cạnh EC cũng theo chứng minh trên, góc cạnh góc có góc E1 bằng góc E2 cũng là đối đỉnh. Thế thì hai tam giác này cũng bằng nhau theo trường hợp góc cạnh góc, chia ra tam giác EBG sẽ bằng tam giác ECH theo trường hợp góc cạnh góc. Hai tam giác này bằng nhau thì suy ra được EG nó sẽ bằng EH hai cạnh tương ứng. Thế là sao? Bốn chấm mười sáu tam giác ABC và tam giác DEF thỏa mãn, tính độ dài EF và số đo các góc. Xem nào, ta có là AB bằng với lại DE thì có thể là A sẽ tương ứng với D hoặc là A sẽ tương ứng với E. Để xem đã, góc BAC, góc BAC sẽ bằng góc EDF, EDF thì cái thằng ở giữa này bằng thằng ở giữa này bằng 60 độ, thì có nghĩa là tương ứng là góc A đấy sẽ tương ứng với góc D là bằng 60 độ. Cái này chính là góc A này chứ. Như vậy là A sẽ tương với D, và cái chỗ này suy ra là A này sẽ bằng góc D, A tương với D, còn B ấy sẽ tương ứng với E. Và đương nhiên còn lại thì C sẽ tương ứng với F. Như vậy thì nó có nghĩa là tam giác ABC nó sẽ chứng minh để bằng cái tam giác DEF, DEF nó. Thế thì mình sẽ thấy ngay là có góc A rồi. Tức là đây chỗ này chưa chứng minh cho nha, chỗ này là đang 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 hướng là đi tới đấy, chưa chứng minh chúng nó bằng nhau được. Thì mình lại có tiếp này. Bây giờ mình vẽ cái tam giác ABC đây. Vẽ bừa đi nhé. BC là thì đầu bài nó cho góc A này bằng 60 độ. Cho góc A bằng 60 độ. Cho góc B này bằng 45 độ.
Và đương nhiên thì góc C này, cho BC này bằng là 6. Và góc C này sẽ bằng 180. 180 độ trừ đi 60 độ là bằng 120 độ. 120 độ trừ tiếp đi 45 độ. 10 trừ 5 còn 5. 12 trừ 5 còn 7. 75 độ. Này là vẽ nó không chính xác. 75 độ. Đó. Thì có nghĩa là cho tam giác ABC có góc A bằng 60 độ, góc B bằng 45 độ, suy ra góc C bằng 75 độ, cho cạnh BC có độ dài bằng 6 cm. Đấy là đầu bài nó cho như thế. Đầu bài nó lại cho tiếp này, một cái tam giác DEF, một cái tam giác nữa là gì? Tam giác này có D, E, F. Đầu bài nó cho là AB bằng với DE. AB bằng D, AC bằng với DF. Cho góc A bằng góc D bằng 60 độ. Góc này cũng bằng 60 độ. Rồi. Như vậy thì ta thấy ngay là đủ rồi đấy. Bây giờ mình xét đây. Xét tam giác. Xét tam giác ABC và tam giác DEF có AB bằng DE. Đây là theo giả thiết cho có AC, có góc A bằng góc D bằng 60 độ, cùng bằng 60 độ. Mà đầu bài cũng cho rồi, giả thiết có cạnh AC bằng cạnh DF, cũng là đầu bài cho. Nói tóm lại đầu bài cho hết. Cho nên là suy ra tam giác ABC nó sẽ bằng tam giác DEF theo trường hợp cạnh góc cạnh hai tam giác này bằng nhau rồi thì suy ra là độ dài cạnh EF là EF nó sẽ bằng BC bằng 6 cm. Đây là hai cạnh tương ứng của hai tam giác bằng nhau. Góc ACB tức là góc C này. Góc C thì bằng 180 độ trừ đi góc A trừ đi góc B, cho nên sẽ bằng 75 độ. Nên là 180 độ trừ đi 60 độ trừ đi 45 độ. Góc DEF, DEF chính là góc E đấy. Góc E thì bằng góc B bằng 45 độ. Hai góc tương ứng của hai tam giác bằng nhau. Hỏi cái gì nữa? Góc C rồi, góc E rồi, bây giờ góc F. Góc F thì nó sẽ bằng góc C và cùng bằng 75 độ. Hai góc tương ứng của hai tam giác bằng nhau. Thế là hết cái bài 4.16. Thế là đến 4.17. Cho hai tam giác ABC và DEF thỏa mãn
AB bằng VE. Cũng là vẽ bừa thôi nhé, bừa. Ở đây là vẽ không chính xác đâu, chỉ để phác họa tưởng tượng ABC và DEF. Có cạnh AB bằng cạnh DE, có góc B bằng góc E, có góc A bằng với góc D. Thế thì xong rồi. À. Thế thì ta sẽ có hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp. Ô, chưa được. Làm thế nhỉ? Cạnh AB bằng cạnh DE. DE không? Rồi đây. Chứ không phải DE. AB bằng DE. Đúng rồi, đúng. Đúng rồi. Thế thì xét tam giác ABC và tam giác DEF có góc A bằng góc D, góc A tức là BAC đấy, bằng góc D tức là EDF đấy, cùng bằng 60 độ theo giả thiết đầu bài cho cái cạnh AB sẽ bằng cạnh AB thì sẽ bằng cạnh DE theo giả thiết luôn. Góc B, góc B tức là góc ABC đấy. Đấy là góc B sẽ bằng góc E, chính là góc DEF cùng bằng 70 độ theo giả thiết. Như vậy là góc A này là 60 này. Hai góc này là 60. Hai góc dưới này là 70 này. Và góc này là còn lại thì biết ngay là 6, 7, 13. Góc này 50. Tính độ dài DF. DF là có AC 16. Đó. Cái này suy ra tam giác ABC sẽ bằng tam giác DEF theo trường hợp cạnh góc cạnh góc. Thế thì suy ra BC nó sẽ bằng EF và bằng đâu, nhưng mà có tính EF đâu, nó tính cái thằng tính thằng là DF, đang tính DF thì ra DF, DF thì nó sẽ bằng là thằng AC hai cạnh tương ứng và bằng 6 luôn, hai cạnh tương ứng là hết thằng 4.17. Đây, bốn chấm mười tám, chứng minh tam giác AEC bằng tam giác AED. Hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh rồi. Đó. Thì xét tam giác AEC và tam giác AED ta có, thứ nhất là có EC bằng ED theo giả thiết đầu bài cho, có góc E1 bằng góc E2 đây cũng theo
giả thiết đầu bài cho và có cạnh ai chung cũng là do đầu bài cho nốt. Từ cái này suy ra là tam giác là AEC nó sẽ bằng tam giác AED theo trường hợp cạnh góc cạnh hai tam giác này bằng nhau để làm gì, để suy luôn ra cạnh AC bằng cạnh AD hai cạnh tương ứng, tức là suy được ra cạnh này bằng cạnh này. Còn có dùng hay không thì không cần biết. Đây là IB chứng minh tam giác ABC A và góc này luôn này, góc A1 bằng góc A2 luôn, là hai góc tương ứng, và góc A1 bằng góc A2, hai góc tương ứng của hai tam giác bằng nhau. Đây chứng minh tam giác ABC, ABC sẽ bằng tam giác ABD. Thì xét thôi. Xét tam giác ABC và tam giác ABD có cạnh AC bằng cạnh AD theo giả thiết, có góc A1 bằng góc A2 theo chứng minh trên, có cạnh AC và có cạnh AB chung, AB chung. Như vậy hai tam giác này có cạnh góc cạnh hai cạnh bằng một góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh góc xen giữa tam giác kia, thì hai tam giác nó bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh ABC sẽ bằng tam giác ABD theo trường hợp cạnh góc cạnh đấy là 4.17, 4.18. Ở đâu mình vừa làm 4.18 rồi. Ừ đúng rồi, vừa xong 4.18 thế rồi. A B C A B D đúng rồi. Tiếp tiếp 4.19. Lâu về mãi chưa hết. Cho tia OZ là tia phân giác của góc XOY. Góc XOY bất kỳ. OZ bất kỳ. OZ là tia phân giác. Phân giác là chia đôi góc. Đây chỉ tương đối thôi. Góc X, O, Y bất kỳ và O, Z là tia phân giác, tức là O1 sẽ bằng O2. Lấy các điểm A thuộc OX, A thuộc OX thì chắc là A bất kỳ đi thôi. B thuộc OI, C thuộc sao cho góc CAO, CAO bằng CBO. Thế thì làm cái gì? CAO thì cứ nối C thuộc cái gì? C thuộc OZ à? C A mình là nối xuống đây. Đây là C đi chẳng hạn. CAO bây giờ là góc này.
bây giờ cũng tìm điểm B thế nào để cho bằng với CBO, CBO thì bằng kiểu gì? Không xong lên gì? CBO nên là kẻ song song đó thì không phải CBO thì bên nằm ở đâu được chữ nào CBO ở đâu C A O đây rồi. C B O ở đâu để chúng nó bằng nhau? Nhà xíu là đây sao? Tạm để đây nhé. Tạm để đây, còn sau khi mà mình có compa có đo độ thì mình vẽ chính xác sau. Cứ giả sử đây là B đi. C A O C B O bằng nhau, chứng minh rằng tam giác OAC O A C bằng tam giác OBC. Hai tam giác này theo trường hợp cạnh góc cạnh góc à đâu cạnh góc hai góc này bằng nhau tam giác AOC AOC tam giác BOC có chung cạnh OC chung cạnh OC là một AOC AOC thì có mỗi chung cạnh và BOC OBC vẽ phát họa ra ngoài thì tam giác AOC thì đây là góc O O1 A C A O C tiền là O B C OBC O2 B C thế là có cạnh OC này bằng cạnh OC này nhưng mà C B O C rồi thế thì phải chứng minh là góc hai cái góc C này bằng hai góc này bằng nhau này chúng ta có là đã có là góc C thì góc góc này là góc OCA 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 sẽ bằng 180 độ là đâu AOC AOC là C này là C to ấy. C to AOC là cả C này rồi BOC
B O C O không phải đâu. Rồi, mọi là ngày để tí nữa xem sao. Nay tạm dừng đây.